Sao? Cháu chào. Sao sao? Ông bà nói. Ông bà nói. Đốn. 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 Có nhớ ở đây không? Có nhớ nhà? Không à? Không nhớ à? Đói à? À dạ. Có. Ăn chưa? Ăn rồi nhưng lại đói. Ở chỗ gần về. Tôi rất là đầu. Dann steht der Löschen oder so. Ja, du brauchst einen anderen Weg. Gibt es da irgendwie Löschen oder so? Lockout. Ich meine Lockout von diesem Benutzer. Startseite. Okay, dann lass mal hier. Das sind aber nur ein paar Takte, gell? Ja. Ich mach mal. Warum bei dir? Quick so auf. Geh bei dir! Mein Fee hat Tang gesucht. Nein, du willst doch jetzt in die Chat wechseln, dachte ich. Ja, ist doch jetzt anders. Was ist denn jetzt? Đầu tiên là bà Hân thằng này 12 tuổi, xong để giải thích lại là sau Hân quen đi các người muốn sau một lúc lại phải quay giải thích cho Sơn là thằng này ẩn dụng quay vào mọi đấy dậy mà thôi chết rồi còn chơi cá cược đấy mẹ mình ngồi bên cạnh cứ dùng ngoài ta ngồi nó chết nó mất dùng ngoài ta ngồi Dậy lên. Ra đây ghế đây ngồi ấm. Con ngủ gật đẹp quá rồi mát đó. Ông Thúy quay em chính đứng vào đây. Có mấy thợ bắn cả đồ sơn trong ảnh kỷ niệm. Có mấy phút của ảnh. Đây mai có thể thời gian. Bắt đầu bấm đi. Bấm rồi ạ. Bấm đi. Bấm được ạ. Vẫn chào khách quen. Vậy ra đây là đúng quá, quá đẹp. Ta chỉ cần đưa. Ta cho vào một ăn.
Lấy anh thôi rõ lại. Đó nó không thích chuồng. Đây nó dịch là chuẩn lắm cháu. Nó dịch là chuẩn. Toàn những cái người mà gọi là nó cũng à đây khuôn mặt này. Khuôn mặt đấy. Gesicht nach oben zeig. Zeig nach oben. Weiß. Ja. Ai này anh vạ nó phiền ra. Quay video đấy mà. Quay video mà. Tấn nào nhanh lên. Cò đã chứ. Quay thì thế thôi chứ, đúng không? Quay thì không phải tắt để em quay bác Tấn. Quay em quay bác Tấn. Được chưa? Có rồi. Đây là có rồi. Em tắt bớt đi. Chó. Ab und zu schmeckt es bitter im Mund, weißt du? Wenn deine Zunge noch richtig gepusst hat, dann ist es weg. Ich weiß. Aber nicht gleich. Dort noch drin nur Wasser, ne? Nur Coca-Cola. Nó bỏ nó về thì nghĩa nó sống chung một tuần nó mất riêng quả quả này ra thành một cốc cho bà cháu uống cái này có nghĩa đâu. Riêng từ. Lúc nãy thế mới riêng từ. Bây giờ ra đây thì. Đấy, gương mà. Có, thế được rồi. Nào, còn để ra đây. Là ngồi đấy được đúng không? À. Đấy, hay chưa? Chỗ này ngồi giúp trời đấy mà. Cái này ông đâu. Nó phải đóng thuế hàng tháng. Bây giờ nó gió quá. Bắt tiếng nữa mà bác nói. Cháu có biết cháu không biết nói tiếng Việt Nam khổ ăn hết thế. Cái này thì ngon lắm, ăn hết xong đau khổ thế. Dừa ngon. Bảo con. Thế nó bảo thằng bố vừa phải chơi vừa tham ăn. Mặc kệ. Con mới về mà kệ. Không được chứ. Thì xem cứ con gọi được cô không ai gọi. Đây đâu, bên này có bị bắn cho bà. Bắn lầm. Ông gánh. Thầy bố bắn cho bà. Cha biết. Mắt không nhìn thấy. Giống bác Tấn gọi. Chắc là cái con nhà nó in hỏi in bao nhiêu để nó đăng ký. Điên hết cả người này. Alo. Rồi, ai đấy? Ai thế chết? Tao. Gọi đến chục lần. Tấm vào trên mộ. Tuần sau đéo rồi. Đi đâu nữa. Ba chị. Ai, đéo vào máy hết rồi đấy. Ba chị. Chết rồi. Chết rồi. Thế là vào hình ảnh hết rồi. Bái tìm mộ và nhau. Rồi, quay các bạn. Rồi rồi. Bác chính. Bác vào bến K15 này. Đấy, đấy, vâng. Nếu vào bến K15 thì vào ngay đầu đây thôi. Một chốc phải cho thêm bóng người. Xe ôm mà. Sao khu điều dưỡng cán bộ Hà Nội là chỉ có người Hà Nội hả bố? Ờ, Hà Nội. Nói với tôi rằng, để đi cái phút hơn trong 1-2, chúng ta đều là những thức của công việc hơn, đó là sự bình thường. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn trong thời gian đầu.
Flower, where is flower? Thank you. Đá tôi đồn đá đi. Đồn đá đi. Đẹp rồi. Phần đám ấy.
Thôi, rồi. Đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây mà chính không này. Đây là đây có cái cổng bạch đằng. Giới thiệu tới cảnh bạch đằng. Quân Nam Hán bị thua rồi. Aber ohne des Krieges vielleicht ist aber gar keine gekommen. Was bringt er? Ja, quá. Aber
Ankommen. Genau. So einfach. Ja, von, ja, von allen Seiten begriffen. Ne? Spitze. Also wo was denn noch rum ist. Also wenn du mit dem Schiff reinfährst, vom Wasserbahn hoch, passiert es vorbei. Der andere ist 1228 bis 1300. Ja, Mitte hat das Ding gefüllt. Also alle, eigentlich bei drei Mann haben wir angekriegt. Ach so, ja, genau, die haben ja von hier aus. Warum nicht von Land aus? Von Land ist schon. Über Wasser geht es gut. Ja, ja, 1941 und 1000. Es gab in Europa damals vielleicht auch noch keine Räder. Wir haben ja so viel gearbeitet. Bei dem Hochwasser merkt man gar nicht, bei dem Wasser. Ich hatte sogar vorher auch rüberfahren. Aber wenn das Wasser tippt, so wie jetzt, warum willst du nicht? Ja, sie haben den Zeitpunkt schon ganz, ganz gut einkalkuliert. Ne? Mhm. Lassen Sie einfach rein passieren, wo das Wasser noch hoch ist. Mhm. Und dann genau, wo es anfing, warte, runde zu gehen, das Wasser, und dann haben Sie. Hat sie überall versteckt. Anderen Seiten auch voll grün. Gab es schon. Die Katapult gab es ja nicht. Da gab es ja nur diese. Da gab es doch keine Schleudersachen, gell? Ah, Schleudersachen gab es schon. Apune gab es nicht. Ja, die du hast ja noch ein bisschen. Ja, dann dem, ja. Ja, dann. Thank you.
đến ấy. Đơn số họ, đơn số họ, quay phim đơn số họ. Show. Chạy ra ngoài làm gì gọi anh Quý á, anh Quý đi gửi xe cho chị thấy em nghe vợ chồng được chân nó đang mà có một đoàn nữa tìm dạ còn nhưng mà thôi cái trước nào cũng khỏe mạnh cái này đến đấy rồi còn nắng người em nói thật với chị mà vâng nhưng mà nó vui nó ăn nó hay phụ nữ toàn thích ngọt ngào, ăn thì có ăn thì ăn vàng thì mình nhiều. Tôi ăn về treo bắt đi hôm qua thấy chú giải cô dâu thì vui rồi nhưng mà thấy ông em mà cũng vui lắm. Thế nhưng chú giải phải cứ tưng bừng lên. Anh giảm cảm lượng người, giảm cảm lượng người, giảm kém lượng người ông Quý. Ông nghệ bằng tuổi ông Quý. Thấy rồi, to. Cái đó là cái này đủ để nó sẽ đi mua tôi bằng tay nghe xem được. Cái đường dây của này thì thấy là thích từng cái này đó là cái giọng của Hiền. Tuy nhiên thì cái này hơi bị khúc thì rất là bạn đang phán các bạn nhận ý kiến của mình thì nó là tốt rồi nhưng mà đừng bao giờ để mất đi cái mắt nào. Also ich mache das nicht so oft. Sieht schon besser aus. Ja. Cool. Alles, oder? Okay, ja, das ist gut. Thank you.
Rồi. Con biết. Rồi, cảm ơn bà. Ừ, sao con lại đưa cho bà cái này? Nghĩa bảo con. Ờ, thế à? Chắc Nghĩa bảo con cho bà Lộc. Dạ. Yeah. Cái này cũng là quá rồi, cái này là 7 tấn 20. 81. Ê, đi nha. Giao một cái. Nè. Lên phạm, lên phạm đây. Lên, 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 đi, đi. Quay đi, quay ra. Cầm cho. Con mang đi mà đúng không? Rồi. Con mang đi. Rồi. Hai hộ bố.
trên đường đi đến rất là thứ năm ngày 24/2017. Ở bình luận hôm nay sẽ mang đến cho quý vị chủ đề tôi dùng nghĩ rằng đề xuất cả doanh nghiệp và cá nhân. Thế đấy là gì để thu chùa? Xe Đức nhiều. Xe Đức này đang đi vào bãi đỗ xe của sân bay Nội Bài. Cái đen đấy bà xinh à? Pin chưa? Yeah. Rồi. Đôn nó vượt gọi và anh không nghe thấy, nó nói anh không nghe thấy. Làm bị làm sao ấy?
Sao ấy? Anh kêu gì? Anh cà phê đi. Chị ơi. Cà phê đá đi nhỉ? Quỳnh ơi, Quỳnh xuống đây đợi cho anh chị. Quá nhiều cái tuần tuột rồi. Anh đi nhá. Anh đi nhá. Cố gắng nhá. Mạnh khỏe. Tôn chào đi, chào ông đi, chào ông bà đi. Chào ông. Ông gì? Ông Chính. Bà gì? Ông Chính. Bà gì? Bà Thúy. Chú gì? Chú gì? À quên rồi. Chú Nguyễn. Nhân rồi. Cô gì? Cô Nguyễn. Em gì? Em Hát Tử. Em em Kin. 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 Em Gư. Gư. Rồi, các con đi đi. Okay, rồi, rồi. Đi nhá. Đi cẩn thận nhanh nhá. Nghệ thuật bền bỉ suốt 20 năm kể từ ngày lựa chọn New Flamenco làm hướng đi, nhất là trong bối cảnh thị trường âm nhạc Việt Nam như hiện nay. Vừa qua, anh cũng đã tìm tòi sáng tạo để tạo nên một đàn guitar vô cùng đặc biệt có 24 giây. Nhắc đến cây đàn này chắc hẳn quý vị khán giả sẽ rất tò mò. Vậy thì ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức phần trình diễn của nghệ sĩ Trần Việt Anh với một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ, tiếng hát giữa rừng Bắc Bó. Anh Tư.
dọc theo con sông sông này để hiểu hết cái đời sống văn hóa của bà con nhân dân ở hai khu vực của sông về cái cuộc sống tinh thần cũng như đời sống vật chất. Đây cũng là một trong những địa danh có cột mốc biên giới phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng là một cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp. Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có một con sông lớn mang tên Quê Sơn. Dòng Quê Sơn chảy đến đâu, cuộc sống này nở sinh sôi đến đó. Hãy cùng tôi trải nghiệm điều thú vị này. Anh Phú này, còn nhỏ chắc là anh cũng thích tắm sông chứ ạ? Ui, từ lúc còn nhỏ mình thì ngày nào cũng ngày tắm 2-3 lần nhà cứ đi trong chân bò về là mình cứ nhảy xuống sông. Thế giờ thì sao hả anh? Bây giờ là mình vẫn tắm mà anh. Ủa chắc là anh bơi giỏi lắm nhỉ? Mình thì gắn bó với cái phòng sông từ tiểu bé nên là cái bơi là mình cũng khá giỏi. Anh xin giản đấy chắc cũng đều gắn bó với dòng sông Quê Sơn hả anh? Vâng, cái cuộc sống của người dân thì hầu như là gắn bó với dòng sông. Sông thì vừa cung cấp nguồn nước xong thì cung cấp cái tiêu cho bà con cũng như là học theo người dân canh tác ở bờ sông, sinh sống ở bờ sông. Theo giới thiệu của anh Phú, tôi quyết định đi vào một bản làng của người Tày để xem cuộc sống ở đây diễn ra như thế nào. Nếu có dịp đến Khuổi Ti, ngôi làng của người Tày ở huyện bởi những lý do này mà khi bước chân vào ngôi nhà của người Tày ở làng đá Khuổi Ti, tôi luôn cảm nhận được sự bình yên và không khí gia đình đầy ấm cúng. Thiên đường trên mặt nước. Đứng trước thác Bản Dốc như thế này thì anh Hưng, anh cảm xúc như thế nào? Đây cũng là một trong những địa danh có cột mốc biên giới phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc, cũng là một cái danh lam thắng cảnh rất là đẹp. Hầu như đến lần nào cũng có một cái cảm xúc và thấy nó rất là hào hứng. Dòng thác đổ từ trên cao xuống thành tầng bậc, nước tung bọt trắng xóa cùng những âm thanh ầm ầm vang dội núi rừng. Có đứng trước thác Bản Dốc, chúng ta mới cảm nhận hết được sức mạnh và vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên. Đến ngày lúc này, tôi muốn chiếc nữa một vẻ đẹp khác của thác Bản Dốc. Đó là qua lời kể của nhân vật đặc biệt là cây đàn tính và điệu hát then đặc trưng của đất Cao Bằng. Bạn sẽ hiểu được tình yêu của những người Tày dành cho quê hương Trùng Khánh cho những dòng thác bạc của họ. Bản Dốc, tôi tìm đến một địa danh có tên gọi. Đứng trước thác Bản Dốc như thế này thì anh Hưng, anh cảm xúc như thế nào? Đây cũng là một trong những địa danh có cột mốc biên giới phân định giữa Việt Nam và Trung Quốc. Dòng thác đổ từ trên cao xuống thành tầng bậc, nước tung bọt trắng xóa cùng âm thanh ầm ầm vang dội núi rừng. Có đứng trước thác Bản Dốc, chúng ta mới cảm nhận hết được sức mạnh và vẻ đẹp hùng vĩ của tự nhiên. Nhìn này lúc này, tôi muốn chiêm ngưỡng một vẻ đẹp khác của thác Bản Dốc. Đó là qua lời kể của nhân vật đặc biệt là cây đàn tính và điệu hát then đặc trưng của đất Cao Bằng. Bạn sẽ hiểu được tình yêu của những người Tày dành cho quê hương Trùng Khánh trong những dòng thác bạc của họ.
đây này. Sao cô Anh không gầy thì sao gầy? Vô như lấy cái chiếc que à, em Anh thì giỏi lắm. Cháu gái mà. Ngồi đấy nè. Càng già càng vui quá. Yeah. Này có người ghi hình thường xuyên. Ừ. Đang đây trong cảnh. Anh trai, em xôi ngon quá. Nào quay cái nhà cháu. Đó là cháu xin đó, cháu ăn quay. Quá mà. À, thế là các cô, các bác. Vâng, cứ đu nào đi ông bà. Đi đấy, phải đến 40 người rồi. Năm trái lại. Đi xây mồ, xây mạng. Đâu, không, nhà mình là đi đâu. Em mời hai cháu tường, mấy bác tường này. Là gọn rồi. Đấy là gọn rồi. Quá đẹp. Đấy là buộc là bọn em phải đi cho cái tủ 55 mất. Là vì bố mất nhá. Thế mà bây giờ mình để cháu là mình không qua ai thành được. Thế còn mình nhân thì là bố mẹ nó là nghiêm chỉnh làm không sao. Không nhớ được đâu. Nhắc nhớ nhắc tiếp. Nhắc tiếp không có cũng loạn hết cả lên. Chào đông, nhìn đông. Chào đây, chào đây. Mà sợ này cháu này bận cái hôm ấy dạy thì... Thứ mấy ấy nhỉ, thứ mấy ai mà cười. Cười đi. Thứ ba, bác dạy nhé. Đó là buổi sáng. À. Nói chắc phải chiều chứ, đúng không? Dạ, ừ, chiều. Nó nói chắc đi buổi chiều ấy, thường là 3 rồi. Nhưng mà đi dạy xong về loáng thoáng đây. Ơ, đến 12 Tết khi rồi. Nhìn đồng hồ, nhìn lên đồng hồ, nhìn lên đồng hồ, đều. Chúng ta thằng này vô duyên, đúng cái này, ăn hỏi em đi. Ông nhân nó xếp rồi. Nó có mấy tay rồi, nó phải đi thì bảo, buồn thấy em, thấy con như thế. Con trai nè. Rồi, mẹ đi máy bay mẹ mua quà cho con nhé. Ừ. Mẹ đi. Đúng bay làm sao? Mày ăn dần nhẽ xong rồi. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn lần đầu tiên trên sóng truyền hình Việt Nam bản Ly Rượu Mừng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và Ban Thơ Ca Thăng Long cách đây 65 năm. Ban Hợp ca Thăng Long là một ban nhạc gia đình thành lập năm 1949 tại Hà Nội với 5 thành viên. Nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nghệ danh Hoài Bắc và người anh cũng cha khác mẹ Phạm Đình Viêm lấy nghệ danh là Hoài Trung. Ba thành viên nữ còn lại là Phạm Thị Quang Thái, tức Thái Hằng, là chị gái ruột của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và sau này là vợ nhạc sĩ Phạm Duy. Em gái út của gia đình Phạm Thị Băng Thanh, tức Thái Thanh và nữ danh ca Khánh Ngọc là vợ của nhạc sĩ Phạm Đình Chương lúc bấy giờ. Khi chuyển vào Sài Gòn sinh sống, Ban Hợp ca Thăng Long gắn liền với phòng trà Đêm Màu Hồng và vô cùng thành công với những nhạc phẩm bất hủ của các nhạc sĩ đã nổi danh từ thời tiền chiến. Ban nhạc nhanh chóng nhận được thành công với lối hát điệu bè, hấp dẫn và nhạc mục phong phú, phản ánh thời đại một cách sắc nét, được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt, xứng đáng trở thành ban hợp ca nổi tiếng nhất Sài Gòn trước năm 1975.
Trước tiên là một ca sĩ ở trong ban của Thăng Long với cái tên là Hoài Bắc. Ban hợp ca Thăng Long là một cái ban hát có thể nói là tiên phong từ thập niên 50. Họ đã thành lập với nhau và lần đầu tiên ở Việt Nam khán giả được chứng kiến cái hình thức người ta hát nhóm, hát bè cho nhau trước đó không hề có. Phạm Đình Chương là một cái người có những cái khẳng định riêng. Ta nhớ đến Phạm Đình Chương nhiều là những nửa hồn thương đau, hay là nhớ đến Hội Chủ Dương. Thế còn bài Ly Diệu Mừng thì bắt đầu vào rồi thì có nghe.